Các bác lại có món chơi phục vụ các bác đây. Đây là đôi loa dàn mini của Kenwood. Kenwood Nhật Bản anh em nhé. Đôi loa này nó có cấu tạo là một bát và một chép. Đặc trưng của loa dàn mini nó là như vậy. Kích cỡ loa bát chắc tầm 12cm, chiều cao là 22, chiều ngang là 15, chiều sâu là 24. Zin tuyệt đối anh em nhé. Zin tuyệt đối loa dàn. Nó dùng làm gì? Dùng để các bác đấu vào âm ly, nghe nhạc trong phòng. Trong phòng anh em nhé. Vào âm ly hoặc cục dàn nhà các bác đang có. Màng loa màu xanh rất bắt mắt luôn. Nó xanh giống cái màu nắp che căng. Tổng thể đẹp, không vỡ nát, móp méo. Sớt sát là phải có. Đặc trưng của loa vãi. Như anh em hãy nhìn cái mặt tiền, siêu đẹp đúng không ạ? Cái mặt tiền này nó được cái nắp tre căng, nó bao bọc nên là nó còn rất mới luôn. Và giá là 600.000 đồng. Giá tại cửa hàng. Bác nào thích bao ship thì nó thành 700 nhá. Vì ai mua thì cũng phải mất tiền đi lại, điều đó là điều đương nhiên rồi. 600.000. Tính ra là bao nhiêu tiền một chiếc loa? 150.000 một chiếc loa. Nghĩa là một chiếc loa là 300. Một cái thùng loa là 300, còn một chiếc loa bát là 150.000, một chiếc loa tép là 150.000. Rẻ chưa ạ? Siêu rẻ đúng không ạ? Nếu mà tính một đôi loa của Nhật mà linh kiện nó như thế là quá rẻ luôn. Nó dán giấy C ở bên ngoài. Đây là mặt sau, cùng đôi và cùng series. Series là 3839. 6 ohm 30W, lắp ráp tại China. Đó là điều đương nhiên, bởi vì loa dàn mini thì nó cũng không phải là quá cổ. Thường những đôi loa dàn này nó đều lắp ráp tại China hết, hoặc là Malaysia. Nó tùy theo hãng. Hãng Kenwood thì đa phần công ty nó đặt tại China. Còn hãng Onkyo thì một là nó để tại China hoặc là tại Malaysia. Còn cục dàn thì có thể nó cũng có hãng nó sản xuất tại Nhật hoặc có hãng sản xuất tại China. Công ty đặt tại đâu thì nó phải ghi ở tại đó, điều đương nhiên. Dùng để làm gì? Dùng để đấu vào một cái âm ly các bác đang có, hoặc là để đấu vào một cái gì âm ly cục dàn các bác nghe trong phòng, hoặc là ghép thêm vào bộ âm thanh nhà các bác đang có để tăng thêm các giải bass, mid chép làm loa lời. Tôi sẽ mở to. Cả các loa trên thùng đều hoạt động hoàn hảo anh em nhé. Tôi sẽ mở một đoạn nhạc lời để các bác cùng nghe. Chết về cắm nhạc đã. Mục đích gì cũng được. Có 600.000 mà các bạn. Mây bay qua ánh trăng chiếu dần vào vùng đồng bào la. Nghe xa xa mấy câu hát về vọng từ đầu thôn đưa về. Nếu đánh vào con âm ly mạnh quá thì nó sẽ ra tiếng bát, nó sẽ không chịu nổi bởi vì loa nó bát có 10cm. Nên là nó cũng nghe ở trong cái phạm vi của nó các bác nhá. Chứ không phải là loa này mình mở vào âm ly xong mình mở to đùng nó không chịu đâu. Bởi vì mình phải hiểu ấy, nó là loa bát nhỏ. Nó dùng với mục đích là nghe nhỏ nhẹ trong phòng. Các bác đấu vào những cái âm ly nhỏ hoặc là đấu vào cục dàn nó sẽ hợp lý nhất. Còn đấu vào âm ly to thì mình phải mở mức bình thường. Còn nếu mở to thì kể cả bát 20 cũng không chịu được với một con âm ly khổ. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.